Hello, chào gái chăn nuôi. Hôm nay ngày 24 tháng 8 á, em có video clip để đấu giá với chú anh chị mình ha. Nè, hai cái sinh tơ của chị, hai con này màu đỏ rất là đẹp của chị, sái tích thì nghiêm chỉnh của chị, nó cao tầm mét mốt yếu của anh chị thấy không? Đúng yếm nè, đó xương cối ha, đó, vậy thấy không? Con này nè, con kia nó đang nằm của chị, đó, nè, xương lớn của chú anh chị. Đầu trụi cũng vậy không, đầu trụi ha, đó. Cao mét mốt yếu của chú chị, hai con ha, vậy không, đó xương lớn nè, cũng chèn của chú chị, đó. Con nào xương cũng lớn của chị, đúng cũng chèn hết ha, đó. Cặp này có giá 25 triệu của chị, giá quá yêu thương của chị. Đó, cái đuôi của anh chị không chạp bá luôn, đầu trụi hết, lau miệng to không chị, nó chị không, nó xương lớn ha. Đó, cặp này có giá 25 triệu nha cô chú anh chị, bu bạc hết. Tiếp theo là mẹ con cái xin của anh chị nè, mẹ con cái xin chữa lại đất mai của anh chị không, bốn chân móng miếng hoàn chỉnh của anh chị nè, con cái đó không, con cái cao 1m1 yếu của anh chị, nó cũng 1m1 ạ anh chị không, một cái mẹ mẫu bông bay 1m2 cứng vậy, sái tích thì nghiêm chỉnh của anh chị có gì không đó, bò mới về dày bọng yêu nguyên của chị nè, bò mẹ chữa anh chị, chữa lại 4 tháng rồi anh chị, bao chữa bao khám của anh chị nha, chữa rết mai của anh chị anh chị không, mà mẹ mẫu bông bay mày bò ha, để con cũng bông bay màu đỏ rực của anh chị đó, anh chị không, bao chữa bao khám anh chị luôn ha, đó con đúng chiều anh chị không, đúng yếm dập dìu đó, chân kiền khú luôn đó, con cái anh chị đó, mẹ con có giá 31 triệu của chú anh chị, bao chữa bao khám bao loại tới đẻ của chú anh chị luôn ha, mẹ con 31 triệu đó. Còn con cái này con chứ anh chị mua thì 11 triệu rưỡi đó, riêng ha, nó 1 triệu rưỡi sái tích đúng của anh chị, nó sẽ lưng nè, sẽ mặt là đúng hết ha, nó cũng cao 1m1 yếu của anh chị, anh chị thấy không, đúng chiền ha, đó tiếp theo luôn cô chú anh chị. Tiếp theo mẹ con cũng này, hai bộ mẹ con của chú anh chị, con mình đó phối trước nên khám rồi của chị, còn con này phối sau của chị, ngày phối sau mới có tháng 27 ngày của chị, chưa tới ngày khám ha, còn một tháng nữa mình mới khám được cô chú anh chị đó, vậy không, bốn chú đều của chị, mẹ con rúng yếm của chị, rúng yếm nghiêm chỉnh ha, đó thì mẹ con này có giá 26 triệu nha cô chú anh chị đó, này mẫu Bombay không anh chị, vậy không, đó sái tích nghiêm chỉnh hết đó, để con không chị không, để cái con nào cũng liêu đầu chục nút mát sữa anh chị, uống chiền hết ha, không có con nào nóng sữa anh chị, chân chiền khú hết ha, mẹ con giá 26 triệu của chú chị anh chị không, lưng là lưng đôi luôn ha, không có lưng chiếc của anh chị đó, mẫu Bombay mấy con điện cao 1m2 bò của chú chị đó, cô chú anh chị mình mua bò vàng nuôi của anh chị, nó không có lỗi thời của anh chị, tại con bò vàng nó là gốc nè, để mình sản sinh lên những cái con kem ba bê thủ của anh chị, nó thì những cái con vàng hiện bây giờ là những cái con người ta đang đi ổ thịt nhiều lắm của anh chị, bò vàng nó cũng cạn, nguồn vàng cũng cạn của anh chị, thì cô chú anh chị mình nuôi bò vàng đi, em bảo đảm của anh chị không lỗi thời, bò vàng giống như đồ cổ của anh chị, nó giá nó bình bình chứ nó không có ai của chú chị nè, của chú coi không, nó thân máy rồi da bóng mỏng của chị, chữa của chị nè, con này đẻ thêm chừng con hai con nó cái thùng nó lớn lắm của chú chị, thấy không, con nào cũng mát sữa, không có con nào nóng sữa, này để nuôi nái nè, ok cô chú anh chị, vậy không, đó. Con này phối rất man mỹ của chú chị, đó. Bộ này thì 31 triệu của chú chị. Cũng rúng chiền của anh chị, đấy, chân chiền khú, nó cũng chia theo để gãn cái con không,
con mát sữa mét mốt yếu á, nó cũng là 8 của chú anh chị đó, thùng dạo có luôn của chú anh chị. Chị thấy không? Ok hết cô chú anh chị, đôi giày thì phết đắt ha đó, đôi giày muốn phết luôn đó, không gì thấy muốn phết đắt luôn chưa đó, kéo dài nó mấy em đẻ cái con của chị không, mát sữa u liêu ha đó, cái con mà cỡ 1m8 của chú anh chị. Tiếp theo là ba con đực Redman tay nhỏ vậy, mấy con này cũng vậy không, đầu trụi thục lúc ha, ru bạc ha, cấp mình rất là dày, bò xương thì xương cối rúng không chị không, rúng chèn nè đó, xương của chú này không, cái xương nó bự cỡ nào không đó, cái xương nè chị thấy bốn ngón tay em đưa vô nè, y chang của chú chị không đó, xương nè đôi bọng dài phết, mấy con nữa nuôi lên bò lắm con chú chị, 1m15 cứng của chú chị, 1m17 á đó con chị mày không, đặt bò mấy con đặt bò nuôi nữa lên bò lắm nè chị không đó. Đó ba con của chị này, một con nè, hai con nè, này em bắn xô hết cho cô chú anh chị mình là quy là 17 triệu con anh chị ha, nhưng mà bắn riêng hiện nó có giá khác anh chị, cái con này thì hồi đó nó cũng diêm da nó cục sơ á, rộng hết rồi cũng chị cũng hết ra lông anh chị không, cái con này thì cô chú anh chị mình nữa có thể làm nọc bày đàn được anh chị không, mặt mày sái bớm nghiêm chỉnh hết, lao miệng to, xương cũng cối luôn anh chị, anh chị không, xương cối nè, mấy con mà bò đực xương cối nè, đặt bò nữa cô chú anh chị mình nuôi ra bò dữ lắm cô chú anh chị, nó cái đuôi của anh chị hơn khỏi phải tả ha, dài qua nhượng hết đó, cấp mình lớn ha, đuôi phụng dĩ cũng vậy nè anh chị không, đuôi phụng dĩ nè, con nào cũng cái đầu trùi lũi trục nốt như vậy, bò đực phải chọn dày của anh chị nó mới lên bò chứ, mấy con bò mà lép lép thôi con chị mình nuôi cho anh tốn cám tốn công chứ làm gì của chú anh chị nè, vậy không, mấy đực ít mà sau chỉ có phấn cạo chứ làm gì của chú anh chị nè, này mình nuôi đực nó mới lên như vậy không, con chị thấy xương cối ha, nó xương cối chưa, móng sò của chị, móng sò hết ha, đó cái dài nhỏ xíu như vậy chưa có lớn như vậy, nó là con non bò lắm nè con chị, đó vậy không, đít đùi nè trống luôn nè, cái đuôi thì con chị khỏi phải chơi nhỏ ha, sái tích thì nghiêm chỉnh, gu thì bật nè, con nào cái đuôi cũng cho bá như vậy đó, lưng thì lưng đôi con chị không, màu đỏ hay con chị đó, em bắn sôi cho con chị nha, còn nếu phân ra thì con này 17 triệu của chú anh chị, con này 16 triệu nhân của chú anh chị đó, còn con này 18 triệu của chị đó ha, đó có giá như vậy, còn hả bán xô thì ba con 51 triệu của chị, của chú này mua ba con này nuôi ngon lắm của chú chị thiệt nè, của chị thấy không, cái đòn thì nó dài nè đó, cái đòn dài hết biết của chị, rúng yếm nghiêm chỉnh nè, con này con nữa cô cái cấp mình này cô chú anh chị mình có thể làm nọc bày đàn được nha đó, cái dậu nó cũng được chứ không có đâm của chị, nó không nhũ lung ha, có gì không, cái xương nè của chú chị nhìn xương không, xương cối luôn này chứ đừng nói, nó cái dậu lường lai nó có cái con nào cũng có, nó cũng có lai không chị, chứ nó không có ta bò của chị mít man mà đó không chị không, con nào cái cà cũng nhỏ hết, ba con cái giá 51 triệu của chị đó, giá yêu thương nha cô chú anh chị ha, đó mẹ con đực man ta nhỏ luôn chị, mẹ con này bán cho cô chú anh chị mình 20 triệu luôn ha, cái sừng đó thì đánh bên đó thì em phân cái giá của chị mình dễ mua ha, mẹ con 20 triệu của chú anh chị bao lỗ của chị luôn ha, đó chị không, bộ vũ căng cứng ha, đó bao lỗ của chị luôn, nó đẻ lứa tư rồi phối lại lứa năm của chú anh chị, đó phối lại này được 10 ngày rồi của chú anh chị mình về canh thêm ha, đó chị không, mẹ con 20 triệu của chú chị đó. Con cao được 9 tấc mấy của chú chị không, mẹ long diễn ra sát ha, rồi bộ mấy con này 20 triệu luôn của chú chị đó, giá yêu thương nha của chú chị em luôn ha, rồi em xin chào của chú chị mình ạ.